chấp nhận thì con chấp nhận. Chấp nhận hay không chấp nhận? Chấp nhận hay không? Tại sao? Còn hai cặp nữa không chấp nhận. Mình nghĩ là tới đây chơi vui là chính, và trong cái cuộc chơi này nó cũng có cái chút một chút phiêu lưu mạo hiểm, cho nên mình nghĩ là Hằng hôm nay cũng là rất là may mắn, cho nên là theo ý mình là cứ tiếp tục. Quyết định cuối cùng thuộc về bạn Phương Hằng. Với giá 36.200.000 đồng là số tiền thật, số tiền trong tay của bạn. Còn ba con số 100 triệu, 25 và 20 triệu là những con số chưa thật sự là số thực mà vẫn còn đang là số ảo. Em không chấp nhận. Và bây giờ phần dự đoán thuộc về khán giả trong trường quay, bạn hãy chọn một trong hai chiếc cặp 5 hoặc 23. Em chọn số 5. Chúng tôi sẽ chọn hai khán giả ngẫu nhiên bất kỳ từ hàng ghế khán giả để quý vị dự đoán cặp số 5 là giá trị nào, 20, 25 hay 100 triệu. Xin mời phòng máy bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Khối 2, hàng số 3 và ghế số 4. Xin được chúc mừng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục lựa chọn thêm một khán giả may mắn nữa. Khối 6, hàng 4 và ghế số 2. Chúc mừng. Xin mời khán giả may mắn đầu tiên dự đoán chiếc cặp số 5 là giá trị nào trong 3 giá trị hiển thị trên màn hình. Tôi tên là Trần Quốc Tuấn, tôi xin đoán cặp số 5 là 100 triệu. Và xin mời khán giả thứ hai. Em đoán là cặp số 5 sẽ là 25 triệu. Nếu đoán đúng, cặp số 5 trong giai đoạn này tiền thưởng sẽ là 500.000 đồng. Xin mời bạn Kim Ngưỡng chuẩn bị. Cặp số 5 có ẩn số là 100 triệu đồng. Xin được chúc mừng anh Tuấn. Ngân hàng sẽ chào giá tiếp tục. Bạn cảm thấy liên tiếc cầu 100 triệu vừa mở không ạ? Hơi tiếc một tí đúng không? Chúng ta hãy chờ xem ngân hàng chào giá ra sao. Bây giờ chỉ còn hai giá trị 20 và 25 triệu. Đây là những khoảng cách không xa lắm. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng và xin chào tạm biệt. Đây là đợt cuối cùng ngân hàng chào giá chiếc cặp số 25 là 21 triệu 500 nghìn đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Và bây giờ chúng tôi xin mời khán giả có mặt trong trường quay chuẩn bị dự đoán cặp 25 là giá trị bao nhiêu. Phòng máy sẽ bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Xin mời. Khối 7, hàng 2 và ghế số 1. Chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục lựa chọn khán giả may mắn thứ hai. Khối 7, hàng 3 và ghế số 4. Chúc mừng. Hãy dự đoán cặp 25 là giá trị bao nhiêu, 20 hay 25 triệu. Tôi tên là Lê Văn Trương, tôi dự đoán cặp số 25 là 20 triệu. Xin mời khán giả may mắn thứ hai. Tôi tên là Lương Đình Tùng, xin đoán cặp 25 triệu. Vậy là giữa bạn Trương và bạn Hùng thế nào cũng có một người trúng 500 nghìn đồng. Muốn biết cặp 25 bao nhiêu, chúng ta sẽ khám phá chiếc cặp số 23 của bạn Yến Linh là ẩn số cuối cùng còn nằm trên sân khấu. Thưa quý vị, hãy xem rằng con số đó là số nào. Xin chúc mừng bạn Trương, bạn đã đăng được 500.000. Và bây giờ chúng tôi xin mời bạn Lan Phương sẽ cho xem ẩn số sau cùng của chiếc cặp số 25. Đó cũng là tiền thưởng dành cho thí sinh Phương Hằng chúng ta. Thưa quý vị,
25 với giá trị bên trong là 20 triệu đồng tiền thưởng dành cho thí sinh Phương Hằng. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút thật hào hứng, đầy hồi hộp và hấp dẫn mà khó có thể tìm được trong đời thường. Thưa quý vị cùng chúng tôi vừa đồng hành với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình. Đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.